Vâng, xin chào bạn. Honda thì thường nổi tiếng với những cái sản phẩm có thiết kế phong cách thể thao, trẻ trung, lái hay hay, chạy bốc bốc. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem mẫu xe nhỏ nhất của Honda tại thị trường Việt Nam, mẫu Honda Brio vừa mới ra mắt có những gì, nó có những cái tố chất như vậy không? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Những cái mẫu xe của Honda thì chúng ta sẽ có được cái cảm nhận về cái vô lăng khá tốt. Nó sẽ không kiểu như những cái xe châu Âu, nó có gì đấy gần gũi hơn người với người châu Á hơn, nó nhẹ nhàng. Đó. Treo Brio thì êm hơn treo của Honda Jazz. Jazz đi qua các cái gờ giảm tốc là kịch kịch kịch. Nhưng mà cái Jazz thì cũng có thể đua được mà, đua rally được hết mà. Jazz là đưa vào đua rally luôn. Thể thao hơn con này. Ừ, thể thao hơn. Đấy. Còn muốn nó vừa có thể thao, vừa có êm ái, lại vừa có lại trung bình, lại còn lại thể thao cộng như những chiếc xe Đức thì 4 tỷ. Nhanh gọn đúng không? Nhanh gọn đúng không? Tất cả chúng ta đều phải quyết định mức giá, đấy là cái mức thỏa thuận mà thỏa hiệp giữa giá bán và tính năng nói chung. Chúng ta sẽ không so sánh về trang bị nhá. Không so sánh về trang bị, hãy quan tâm đến những điều mà Brio có. Hệ thống điều hòa tự động đúng không? Không, làm gì có chế độ auto đâu. Không có. Nút này chưa lắp. Còn ở dưới là lấy gió trong ngoài rất dị luôn. Điều khiển tất cả những cái thứ này gọi là điện tử, cơ điện tử, nhưng ở dưới lại rất là cơ khí, gió trong gió ngoài. Một sự phối hợp hoàn hảo để tối ưu về giá. Thường là sẽ là như vậy. Duy nhất trong phân khúc. Duy nhất trong phân khúc luôn. Còn nếu mà anh em hỏi pha điên so với pha điên như thế nào thì rất dễ nói rằng người châu Âu và người châu Á, hai cái phong cách nó khác nhau. Nói chung là Brio nó vẫn rất là Honda đúng không? Lái vẫn rất Honda, lái vẫn sướng. Âm thanh thì vẫn rất là trung thực. Tầm nhìn thoáng. Xe phân khúc A mà, thì cho nên là cũng khó có thể đòi hỏi được quá nhiều thứ. Và các bạn hãy nhìn ngay bên cạnh tôi là một anh rất cao to đẹp trai, anh cao tới 1m85 và anh ấy ngồi vẫn còn khá rộng. Và phía sau là một cô gái rất là đẹp, rất là xinh đẹp. Và các bạn có thể thấy được rằng tôi đang ngồi đằng sau cũng có được một cái vị trí ngồi tốt đấy. Khoảng trống đầu rồi khoảng trống đầu gối với cái ở ghế trước ổn. Nhưng cái điều đặc biệt vẫn 4 người trên xe, nhưng mà cách sắp xếp khác nhau. 3 người chúng tôi đã ngồi theo thế rất vui. Rất vui. Đấy. Ngồi phía sau nhá, anh Duy thì các bạn biết rồi. Bạn gái này thì không nói tên. Anh em comment nhiều vào, tặng link Facebook luôn nhá để giao lưu. Và rõ ràng là cái không gian là một cái lợi thế trên Brio. Và các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta hay nói về cái không gian của i10 rất tốt, thì với không gian của Brio tôi nghĩ rằng nó có phần nhỉnh hơn đấy. Em thấy nó rộng không? Rộng. Rộng à? Oh really? Oh my god. Em dễ lên đỉnh vậy sao? Em thường thì sẽ thích một chiếc xe to hay một chiếc xe nhỏ, hay vừa to vừa nhỏ? Em thích xe nhỏ. Ừ, thế à? Xe to, nhỏ, để đi trong phố đúng không? Ừ, thì đúng rồi, sống trong những cái đô thị mà đông đúc thì đi chiếc xe nhỏ thì luồn lách, nó oách hơn, nó dễ hơn. Xong bây giờ đi đâu cũng dễ. Dễ. Thế thường thì cái gì cũng thích nhỏ à? Hay là... Úi, đấy, thì đương nhiên rồi, đi đường dài mà. Đúng không? Một người đàn ông đi với em là đi đường dài thì chiếc xe to cũng vậy. Nếu mà thường xuyên sử dụng đi đường dài thì chúng ta cứ nên chọn xe to.
tùy theo cái điều kiện. Chút nữa thì chúng ta sẽ đi đèo, chúng ta sẽ vượt trong một trong những con đèo kỳ vĩ nhất Việt Nam của 10 năm về trước, đèo Hải Vân. Bây giờ thì nó thành con đèo du lịch rồi, nhưng về độ dốc, độ ngoằn nghèo của nó thì cũng tương đối. Và đây, và Brio là một chiếc xe nhỏ nha các bạn, nhỏ thôi, 1.2, 88 ngựa và 110 Nm. Và đặc biệt là số CVT nhưng lại không có số cộng trừ thưa các bạn, chỉ có số chế độ S và chế độ L thôi. Liệu rằng những người ngồi trên xe này có lo lắng quá không nhỉ? Anh Tùng, anh có lo lắng không? Bình thường anh giật với S với L đi thôi. Lâu ghia mà đi thôi à? Tua chồng ngược lên khoảng 6.000 nhá. Đấy, hôm nay là thực tế luôn có 4 người này. Tôi là 72 cân, cao 1m72 này, chân vòng kiềng nhá, không cao 1m8 này. Anh này là 1m85, nặng 80 cân này. Em Hạnh là nặng bao nhiêu? 50, rất đẹp. Đấy, anh Duy thì khỏi nói rồi, 80kg. Ở đường trường và đường hỗn hợp nó khoảng 5 lít 6 gì đấy, nói chung một cái số tương đối. Nhưng đấy là con số mà chúng ta hay thử nghiệm với một người chạy trong điều kiện hoàn hảo. Còn thực tế thì sẽ phải cộng thêm loanh quanh nửa lít đến khoảng 1 lít thì nó sẽ ra cái con số thực tế. Bởi vì đâu có phải một chiếc xe chúng ta chỉ đi một người đâu. Đôi khi chúng ta đi cả gia đình, chúng ta đi 2 người, 3 người, 4 người, người 50 cân, người 100 cân. Và bây giờ chúng ta sẽ vượt đèo. Đầu tiên là tôi sẽ thử chế độ D nhá, bắt đầu vào chân đèo rồi. Đấy, những chiếc xe tải rất to và có những tình huống rất bất ngờ. Đó, chế độ D nhá, vẫn rất mượt mà, 40 km, tua máy dưới 2.000. Đường thì quanh co, dốc bắt đầu lên. Vẫn mượt. Ơ thế, chết, thế mượt đến mức bất ngờ này á? Có thấy gì không? Tôi vượt nhá. Vượt trên đường đèo thì nên chế độ S. Vượt nổi không? Tôi sẽ vượt cho các bạn xem. Đó, đường thoáng thì chúng ta cứ vượt thôi. Đấy. À, với cái hộp số CVT này không có số cộng trừ giả lập 1, 2, 3, 4, 5 thì khi mà lên đèo thì chúng ta nên để chế độ S, để xe hoạt động ở tua máy cao hơn, cái phản ứng của động cơ, chân ga, hộp số nó hoạt động tốt hơn. Nếu mà dốc quá thì chúng ta sẽ sang số L, số thấp. Còn khi đổ đèo với những cái đường đèo như thế này thì chắc chắn là phải đi, nên đi số thấp. Lúc đầu thì khi mà mình chở đủ tải như thế này thì định hát bài hò dô ta chúng ta vượt qua đèo, nhưng mà không nghĩ là nó lại mượt như thế này. Oách luôn. Rồi, chạy hơi căng một tí. Với những chiếc xe nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái góc chữ A rất nhiều khi đi đường đèo. Nhưng liên quan đến góc chữ A thì tôi khuyên các bạn chúng ta hãy chỉnh các cái vị trí ghế đúng tư thế lái thì sẽ tốt hơn. Thì chúng ta sẽ có được cái tầm quan sát. Với những chiếc xe nhỏ thì còn liên quan đến cái thử nghiệm va chạm an toàn nữa, cho nên là về kết cấu khung gầm nó cũng sẽ phải yêu cầu khác. Hơn nữa là về giá thành, nó sẽ không sử dụng được những cái vật liệu quá cao cấp, quá cứng. Đó, nhưng mà chạy thì mượt đấy. Rồi lên thì CVT thì cứ kéo là lên thôi. Kéo lên. Nói chung con này gia cố khung gầm và các kiểu đây, sẽ cua. Đó. Ta sẽ thấy được là zip. Thưa các bạn, ngay sau lễ ra mắt thì chúng tôi đã có một cái video giới thiệu rất là chi tiết từng những cái tính năng có và không có trên cái Honda Brio này rồi. Có tới 3 phiên bản EG là thấp nhất với giá 418 triệu, phiên bản RS một màu thì là 448 triệu và phiên bản 2 tông màu với nóc màu đen như các bạn đang thấy đây là 452 triệu. Tất nhiên rồi, còn có những cái màu sơn đặc biệt thì bạn sẽ phải cộng thêm 2 triệu nữa. Như vậy cái định vị rất rõ ràng trên Honda Brio, rõ ràng là một cái thiết kế thể thao cá tính và muốn dành cho những người cá tính như tôi chẳng hạn.
ví dụ vậy. Các bạn sẽ thấy rằng cái thiết kế của Honda trên tất cả những cái sản phẩm gần đây là một cái thiết kế đẹp, thực sự là vậy. Các bạn sẽ thấy phiên bản, đây là phiên bản RS nha các bạn, hai màu. Từ cái phần đèn này, phần thiết kế này, mặc dù xe nhỏ thôi nhưng cái đường nét nó đâu ra đấy, khối nào ra khối đấy. Và bản RS sẽ khác với cái bản thường, cái bản tiêu chuẩn này chính là những cái mặt lưới tản nhiệt này, đúng ra thì mạ trắng thì chúng tôi sơn đen thì nó ra thành bản RS hay là logo RS. Phần cản dưới này cũng vậy, một cái thiết kế rất thể thao. Tôi nghĩ rằng với cái thiết kế như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể độ ra một chiếc xe rally, dán đề can, thêm cánh lướt gió vân vân thì rất là đẹp. Các bạn có thể thấy chiếc gương cũng thiết kế điệu đà đấy. Nhưng chiếc gương này rất hay, gương này trên bản này là được điều chỉnh điện gập điện. Nhưng mà nếu nó cũng có những cái thiết kế an toàn trên những chiếc xe là khi mà chúng ta lùi vào chẳng hạn thì nó sẽ được ngửa ra mà không ảnh hưởng gì. Khi các bạn nhìn về cái phần thiết kế xe, các bạn sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ cái phần cửa kính, ô kính, kính chắn gió phía trước, kính hai bên, kính sau sẽ chiếm một phần khá lớn trên chiếc xe này. Điều đó nó sẽ tạo ra cho bạn một cái không gian rất là thoáng. Phần đuôi xe thì nếu như các bạn đã xem chúng tôi giới thiệu chi tiết về chiếc Honda Jazz thì nó cũng tương tự như vậy mà thôi, nhưng tỷ lệ nó nhỏ hơn. Và trên RS thì sẽ có xuất hiện thêm những cái cản dưới được thiết kế theo phong cách thể thao. Còn muốn thể thao hơn nữa, muốn carbon gì đó thì chúng ta sẽ phải đầu tư thêm các khoản chi phí. Đơn giản vậy thôi. Tôi không thấy camera lùi ở đâu, tôi cũng không thấy cảm biến lùi ở đâu. Tất nhiên là những cái chi phí đấy nếu như mà tôi lắp ở ngoài thêm thì nó cũng không quá nhiều tiền, nhưng vẫn cảm giác thích hơn khi mà xe đã được tích hợp trực tiếp, thưa bạn. Và RS các bạn sẽ thấy được có cả cánh lướt gió phía bên. Đồ của Honda, nhìn chung các chi tiết được thiết kế và vật liệu đó, chất lượng, nhìn chung là chất lượng. Tất nhiên để đánh giá về một chiếc xe trải qua suốt một quá trình sử dụng thì các bạn sẽ phải cần thời gian. Chạy càng nhiều thời gian thì nó sẽ bộc lộ càng cái nhiều. Có những điểm tốt, có những điểm chưa tốt, có những cái điểm gì đó. Tất nhiên chúng tôi luôn ghi nhận tất cả những yếu tố sau một quá trình sử dụng. Bản thân nếu như tôi cầm chiếc xe này tôi đi trong vòng khoảng 1-2 năm chẳng hạn thì nó cũng sẽ có thêm được những cái phần thông tin mà trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ thấy được. Tất nhiên tôi sẽ không mua được bất kỳ tất cả các mẫu xe để mà đi trong vòng mấy năm để chia sẻ được. Vậy rất mong cái sự đóng góp ý kiến của tất cả các bạn bằng cách comment ngay bên dưới. Các bạn với cái thiết kế của không gian nội thất trên cái Honda Brio ấy thì các bạn rõ ràng là sẽ thấy được là cái xu hướng thiết kế thể thao cá tính trẻ trung là có, bằng những cái chi tiết trên này được sơn màu theo tông xe. Đấy, trên những mẫu xe của Honda thì cái vật liệu nội thất mình thấy là được. Đó, các bạn sẽ thấy. Đấy, cái vật liệu màn hình hơn 6 inch. Đấy, màn hình này màn hình của Sony nhá. Có điều khiển thôi các bạn. Màn hình của Sony có điều khiển luôn. Những cái điểm mà phong cách xe thể thao RS thì nó là những cái điểm được sơn màu cam ạ. Còn những cái trang bị tiêu chuẩn thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng tương đối thôi. Các bạn sẽ thấy là những cái đồng hồ công tơ mét này thì cũng là đồng hồ số bình thường, chưa có gì là digital cả. Có mỗi cái màn hình kiểu như MS DOS thì đấy, các bạn sẽ thấy những cái thông tin rất cơ bản, số đường, quãng đường di chuyển, rồi thời gian, rồi chế độ số vân vân sẽ hiển thị trên đó. Khi mà chúng ta chạy tiết kiệm thì có chữ Eco chìm chìm đấy, nó sẽ nổi lên các bảng tín hiệu thì nhìn chung cơ bản. Vô lăng cũng vậy, mặc dù là RS nhưng mà cũng chưa thể hiện được cái chất thể thao, nó gọi là siêu thể thao. Điều khiển vô lăng, âm lượng vân vân, chưa có cruise control. Nhưng có lẽ Honda Jazz thì các bạn sẽ thấy được ấy, mà khi mình ngồi mình thấy được là cái không gian và cái không gian này ngồi rộng, rất là rộng. Và các cái vị trí để đồ. Đấy, các vị trí để đồ này các bạn sẽ thấy tôi để được khá là nhiều. Đấy. Hơi lộn xộn một chút nhưng mà có thể thấy rất nhiều ô để đựng đồ đấy. Và hai bên thành cửa là có thể để được 4, thậm chí có thể để vừa tới 5 chai nước chúng ta cố. Đó. Vật liệu các bạn sẽ thấy luôn. Và cần số của hộp số CVT, hộp số vô cấp, cần số và phanh thay thì có chiều dài thiết kế tương đối là như nhau. Thiết kế trang bị của ghế thì cũng là ghế nỉ thôi. Có điểm thêm những cái điểm màu đỏ theo phong cách RS. Vâng. Nhưng thực sự là tôi vẫn thích ghế da hơn ở cái điều kiện Việt Nam như vậy.
Ở hàng ghế thứ hai thì các bạn sẽ thấy rằng cái ghế thứ hai này nó sẽ không gập được tỷ lệ 40-60 đấy, mà phải gập cả băng như thế này. Vâng, thưa các bạn, một tình huống rất hay là tôi sẽ chỉ cho các bạn vị trí thứ 6 mà bạn có thể ngồi đây. Tất nhiên ngồi trong trạng thái xe tĩnh mà thôi, nhưng mà rõ ràng là các bạn có thể thấy rằng đây, một chiếc cốp rất rộng, 258 lít là con số về mặt toán học và vật lý. Nhưng cái không gian mà ngồi như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái lợi thế rất lớn của Brio so với các cái sản phẩm hạng A cùng phân khúc. Và nếu như bạn chịu khó hơn một chút thì có thể mời chính bạn này ngồi vào đây. Còn tôi thì bây giờ tôi đi ra thôi. Đó, thưa các bạn, nhìn chung những cái điểm mà thực sự là mình thích trên cái Tra này là về cái thiết kế này, về cái không gian sử dụng và cái khả năng lái, cái khả năng vận hành ấy. Nói chung về cái cảm nhận lái trên những chiếc xe của Honda là tốt, là nổi bật khi mà chúng ta so cùng với những chiếc xe cùng trong phân khúc là nó có những cái điểm lợi thế nhất định. Còn về trang bị an toàn thì trên Brio chỉ có hai túi khí, có hệ thống phanh ABS. Các trang bị như chúng ta vừa hay bàn tán rất nhiều trên mẫu VinFast Fadin như là khởi hành ngang dốc, ESP, traction control, hệ thống chống lật rôm thì chưa có. Mà nếu mà có thì chắc chắn giá cũng sẽ không phải dạng vừa đâu.